Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy riêng năm 2022, Bộ Xây dựng đã thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn 11 tỉnh thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An. Sau khi thanh tra, Bộ Xây dựng đã ban hành các kết luận xử lý vi phạm của các chủ đầu tư cùng biện pháp khắc phục hậu quả, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều mâu thuẫn đã kéo dài. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư, tăng cường thanh tra kiểm tra để phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình quản lý sử dụng nhà chung cư. Bộ Xây dựng cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường quản lý nhà nước, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản trị và cư dân thực hiện đúng các quy định, kịp thời xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý sử dụng nhà chung cư.